mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất bất ngờ ập đến, cuốn trôi nhà cửa, ruộng nương, trường học, cướp đi sinh mạng của những người dân. Ngày mai sẽ về đâu? Nhằm giúp người dân các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 phát động chương trình nhắn tin vì đồng bào vùng lũ. Soạn tin nhắn VL gửi 1407, bạn đã đóng góp 20.000 đồng hỗ trợ người dân vùng lũ có ngôi nhà an toàn và có điều kiện ổn định và phát triển cuộc sống. Vì đồng bào vùng lũ, VL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, một tấm lòng sẻ chia với những nỗi đau mất mát của người dân vùng lũ.